Ông nhắc này. Ui dồi. Ui dồi. Nó cao đấy. Mày không bắt được à? Tao phải móc vào cái môi trên nó ấy. Móc vào hai cái môi trên của nó ấy. Đấy. Móc được hai tay vào trong ấy. Bóm thẳng vào hai. Này. Úi dồi, úi dồi. Rồi. Bay trong bố kìa. Dạ. Con này phải 5 trên 5 cân. Yếu rồi. Đây. Ừ. Hết đi. Ừ. Ừ. Quẩn nhau với cá. Thôi. Ừ. Ok, bê vào rồi. Khỏe lắm. Đây. Rồi, bê vào. Ui. Rồi, so vào cái bể nhìn nó so với con cá khác nhìn nó xinh nhỉ. Cuộn đi. Cho vào để quậy lên cho bằng cá tô phi nó dễ thở. Sụp oxy rồi đó. Sợ anh. Ui, to thế to. Bảy năm mười phần. Mà gần như là chụp thì trông nó là gần tương tương gần tương ứng với thắng nhá. Con này là chuối sộp với quả quả đéo gì nhỉ? Ừ. Con cái cá sộp. Cá sộp. Bụng nhìn bụng 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 nó đè cái tên này đấy rồi đây xin. Cá sộp. Cá coi ăn cá. Con này sắp vẹo là nữa. À. Thôi. Con này là chuối sộp với quả quả đéo gì nhỉ? Ừ. Con cái cá sộp. Cá sộp. Bụng nhìn bụng 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 nó đè cái tên này đấy rồi đây xin. Cá sộp. Cá coi ăn cá. Con này sắp vẹo là nữa.